Xin chào quý vị đồng nghiệp. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị đồng nghiệp về cái cách để mà chúng ta add một cái nội dung khóa học mà chúng ta đã xây dựng trước vào một cái khóa học mới. Thì tôi lấy ví dụ ở đây là cái khóa học tôi đang xây dựng, tôi mới xây dựng mới tạo là cái khóa học Eco 303 về cái học phần xác suất thống kê này. Đó. Bây giờ tôi muốn add cái nội dung của cái ngân hàng câu hỏi, nội dung là cái ngân hàng câu hỏi ở trong cái khóa học BRS 3 302. Thì cái khóa học này là của chị Hoa và cái nhóm biên soạn bài giảng online, trong đó có tôi tham gia. Thì tôi muốn muốn add nội dung là một cái ngân hàng câu hỏi ở trong cái khóa học này. Chẳng hạn như ở đây là tôi sẽ add cái ngân hàng câu hỏi về bài tập chương 5.1 vào cái khóa học Eco lúc nãy. Thì tôi sẽ vào cái khóa học mà tôi đang đang cần add cái ngân hàng câu hỏi vào đây, cái tức là cái khóa học Eco 303 này. Tôi vào cài đặt khóa học. Thì trong cái phần cài đặt khóa học này tôi sẽ chọn cái nội dung là import nội dung khóa học. Sau đó thì tôi chỗ nơi cửa sổ này tôi sẽ chọn một cái tùy chọn là sao chép khóa học cô ta. Thì ở đây á, thì tôi chỉ chép một cái nội dung cụ thể thôi. Một nội dung cụ thể, tôi chọn một nội dung cụ thể rồi tôi bấm nhập. Xin lỗi, còn mình phải chọn một cái khóa học nữa. Chọn khóa học thì cái khóa học tôi cần chọn đây là BRS 302, xác suất thống kê A TH Phạm Thị Thu Hoa. Rồi tôi chọn một cái nội dung cụ thể rồi bấm tải lên. Thì ở đây mình sẽ chọn cái nội dung nè. Chọn nội dung thì ở trong cái khóa học mà BRS 302 đó thì nó có cái ngân hàng câu hỏi là chỗ này nè. Thì tôi sẽ chọn cái ngân hàng câu hỏi là ngân hàng câu hỏi bài tập 5.1. Rồi chọn nội dung. Thì mình sẽ chờ một chút để cho cái quá trình add dữ liệu nó hoàn thành. Sau khi nó add đã hoàn thành rồi đó, mình mới đi vào mình xem coi nó có chuyển cái ngân hàng câu hỏi qua không nha. Thì bấm vô đây bộ đề và khảo sát nè, rồi bấm vô chỗ ngân quản lý ngân hàng câu hỏi. Thì tôi thấy là cái ngân hàng câu hỏi bài tập chương 5.1 đã xuất hiện bên đây.